Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em, và em là Cường Cây Thần. Và chúng ta đang có mặt ở trên kênh Cường Cây Thần Official. Và cái kênh này thì nó là cái kênh phụ của em. Cái kênh này thì bây giờ em chuyên để review sản phẩm thôi. Và ngày hôm nay thì để không mất thời gian, chúng ta sẽ đến ngay với nhân vật chính ngày hôm nay. Ngày hôm nay lại trên tay một đôi giày đá bóng nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với X Crazy Fast Elite, hay còn được gọi là bản chấm 1 anh em ạ. Bản chấm 1. À, đây đã từng được mệnh danh là một trong số những con giày ngon nhất của Adidas. Và chúng ta sẽ khám phá ngay. Ngày hôm nay em sẽ so sánh con này với cả con chấm 3, cũng như là em sẽ nói về một chút liên quan đến những ưu nhược điểm, bởi vì đây đều là những sản phẩm mà em vừa review mà cũng vừa sử dụng luôn. Và em đã đá rất là nhiều trận với cả con chấm 3, con bản LL. Và ngày hôm nay em sẽ nói về ưu nhược điểm của dòng giày X Crazy Fast này nhé. Bắt đầu thôi. Ok, và trước tiên là đây, như mọi người có thể thấy, đây là con chấm 3 em mang đi đá này. Em đi đá con này cũng phải được tầm 20 trận rồi. Mọi người nhìn thấy là đã có rất là nhiều vết bẩn này. Đế điếc các thứ còn nguyên nhé. Đế điếc các thứ còn nguyên. Và con này thì em chạy khá là nhiều. Tiếp theo này, con này thì là bản không dây của em. Thì bản này em cũng đã review rồi. Con này thì em chạy được đâu đó khoảng hơn 2 tháng rồi. Hơn 2 tháng thỉnh thoảng có những cái trận mà gọi là quan trọng thì em sẽ thích đi những cái đôi giày mà kiểu không dây này hơn. Đây cũng là bản lick thôi. Bản lick thôi. Và cái bản này thì nó cũng có thiết kế giống như bản chấm 3. Không dây thì được cái là kiểu đi đá mấy cái trận mà kiểu không muốn mất thời gian thì chúng ta không phải xin dây, xin dùng các thứ ấy, thì em sẽ đi đôi này. Ok. Và để nói về cái gọi là cái sự nghiện ngập liên quan đến giày bóng đá, thì bởi vì quá là thích thế nên là đợt sale em có mua thêm mấy đôi nữa về để dự trữ, tức là khi nào mà đi hỏng thì em sẽ đi tiếp. Đây, như kiểu con chấm 3 này thì cái giá niêm yết của nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 2,4 triệu ở trên hãng. Còn nếu mà như kiểu con chấm 1 bản Elite ấy, hay bản gọi là bản, bây giờ em gọi là bản chấm 1 đi nhá, thì nó sẽ có giá niêm yết là khoảng 3,5 triệu. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính. Đầu tiên này, cái hộp của nó là sẽ là cái hộp cát tông màu đen như bình thường thôi. Và chúng ta sẽ đến với nhân vật chính ngay bây giờ. Một cái sản phẩm nếu mà chỉ nhìn qua thôi thì bản chấm 1 với bản chấm 3 khá là giống nhau. Chúng ta sẽ có một cái con giày với một cái tem chính hãng như thế này, với giá niêm yết sẽ là 3,5 triệu nhá. 3,5 triệu. Đẹp chưa? Em chọn đợt này là em chọn là bởi vì nó chỉ còn size chân, kiểu size chân em thì nó chỉ còn cái màu xanh chuối này thôi. Cái màu này gọi là màu gì nhỉ? Màu này gọi là màu xanh vàng ấy, chứ không phải xanh chuối. Với cái thiết kế rất là đẹp như thế này nhá. Đây là nhân vật chính của chúng ta, thì em sẽ lấy cái chiếc bên này để em sẽ so sánh với cả chiếc chấm 3 nhé. Hộp hiếc các thứ, giấy gói các thứ thì bỏ qua nhé, bởi vì những cái đấy nó không quá quan trọng đâu. Đầu tiên này, với tất cả những thông tin liên quan đến thông số kỹ thuật ở trên mạng mà mọi người biết, thì em nghĩ là mọi người cũng đã nghiên cứu khá nhiều về con này. Nếu giả sử như kiểu là mọi người chơi bóng đá nhiều thì chắc là cũng kiểu xem con này chán rồi. Đầu tiên thì con này là size của nó sẽ là size chân em. Bình thường là em đi chu size nhé, con này là 39 1/3. Cái cân nặng của con 39 1/3 này nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 228 gram, thì nó sẽ nhẹ hơn đâu đó khoảng 14 đến 15 gram so với cả con X-Speed Portal ấy, là nó sẽ nhẹ hơn. Đúng với cái tên của nó, nhanh, điên, và nó là dòng chấm 1, dòng cao cấp. Thì cái điểm khác nhau là gì? Đầu tiên thì em sẽ lấy luôn cái chiếc này. Chúng ta sẽ không nói về giá nữa, nói về giá thì là cái câu chuyện vô vàn. Nếu mà nhìn qua như thế này thì anh em sẽ thấy là các bản chấm 3 với bản chấm 1 là khá là giống nhau nhé. Nhưng điểm đặc biệt của con chấm 1 là gì và tại sao nó đắt hơn như thế, thì chúng ta sẽ có một vài điểm như sau. Thứ nhất là về độ nặng nhẹ này. Thì con chấm 1 này nó đã làm nhẹ hơn con chấm 3 khá nhiều. Và cái con chấm 1 này được so sánh là nó nhẹ tương đương với cả cái con Vapor 15 Pro ấy. Vapor 15 Pro, và nó kiểu nó mang lại một cái trải nghiệm tốt hơn về phần cân nặng. Đặc biệt là dành cho những anh em nào mà kiểu chạy về thiên hướng là sử dụng tốc độ và sử dụng kiểu
kiểm soát bóng ấy, thì cái con này là một trong số những cái con mà nó gọi là đỉnh của đỉnh rồi. À, nếu mà bây giờ thì trong cái thời điểm này thì em thấy là ra cái con Vapo 16 ấy, ra cái con Vapo 16 thì nó cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh cho con này. À, điểm khác biệt đầu tiên là mọi người nhìn phần đuôi này, phần đuôi của cái con chấm 1 thì nó sẽ có logo của Adidas. À, phần mũi đây, phần mũi của hai con này, phần ba vạch khá là giống nhau nhé. Cái điểm khác biệt mà mọi người có thể nhìn thấy gần nhất đó là phần bộ đế. Bộ đế của cái con chấm 3 thì nó sẽ là bộ đế va bình thường thôi. Còn bộ đế của con chấm 1 thì nó sẽ là bộ đế lifestyle, một cái bộ đế cực kỳ êm. Chúng ta sẽ có rất là nhiều điểm mà gọi là cải tiến và nâng cấp ở trên con chấm 1 này. Đầu tiên này, chúng ta sẽ nhìn vào phần upper một chút nhé. Upper của con chấm 1 em có cảm giác là nó mềm hơn. Nó mềm hơn khá nhiều so với con chấm 3 đấy. Con chấm 3 nếu mà bản mới này nó sẽ kiểu bị, ban đầu nó sẽ bị cứng đấy. Còn con này thì nó mềm luôn nhé, mềm luôn. Cái này là cái sợi gọi là sợi dệt bán trong suốt. Và chúng ta sẽ có một cái gọi là cái công nghệ ở phần dưới của phần upper này sẽ là công nghệ AeroCare. Cái đấy thì nó sẽ giúp giữ form giày nhá. Nhưng mà cái cảm quan đầu tiên của một người dùng giống như em thì cái phần này là sử dụng cái gọi là sợi dệt bán trong suốt thì nó sẽ có một cái cảm giác là nó rất là mềm này. Thứ nhất là nó rất là mềm, thứ hai nữa là nó sẽ rất là mỏng, rất là mỏng. Mọi người khi mà mọi người sử dụng một cái phần upper nó mỏng như này thì được một cái đấy là cái cảm giác liên quan đến quả bóng ấy là nó sẽ thật chân hơn rất là nhiều và nhẹ. Nó sẽ làm mỏng thế nên nó sẽ tối ưu hóa được cái phần kiểu gọi là phần cân nặng nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái phần lưỡi gà là lưỡi gà liền. Nếu mà so sánh về độ giãn nhé, nhìn hai con này, con chấm 3 với con chấm 1 này thì mọi người sẽ nhìn thấy con chấm 1 nó sẽ có cái độ co giãn tốt hơn là con chấm 3. Nói chung là nhìn nó cao cấp hơn đấy. Đây ở phần upper này, mọi người nhìn kỹ giúp em nhé, là trên phần lưỡi gà này. Đây là cả hai con. Nếu mà nhìn này là so sánh được luôn, còn nếu mà chỉ nhìn một con không ấy ở bên ngoài ấy, thì có thể là mọi người sẽ nhầm hai con này với nhau. Tuy nhiên là chênh với nhau giá lên đến tận tầm khoảng 800-900 nghìn thì nó cũng phải có lý do của nó. Cái bộ đệm lifestyle này mang lại một cái trải nghiệm sử dụng cực kỳ tốt nhá, cực kỳ tốt. Em là một thằng mà ngày xưa ấy, khi mà nói đến một cái đôi giày mà em yêu thích thì em sẽ yêu thích Vapo ấy, nhưng mà từ khi mà em chuyển qua X-Crazy Fast là em chỉ chuyên chạy tất cả những cái đôi giày của X-Crazy Fast thôi, mặc dù nó có một vài điểm hạn chế mà tí nữa em sẽ nói. Tiếp theo thì cái con chấm 1 này nó sẽ có một cái cải tiến về cái phần form giày. Như con chấm 3 này em thấy nó sẽ kiểu nó sẽ mũi của nó sẽ phồng hơn một chút nhá. Con này thì nó sẽ kiểu form ngang của cái con chấm 1 đấy, nó sẽ phù hợp với cả những anh em nào mà chân thon hoặc là bè vừa. Còn con này thì mặc định là chân thon đấy nhá. Mặc dù là em chân cực kỳ bé luôn nhưng mà đi con chấm 3 này, cái đặc tính đó là em vẫn bị đến trận thứ 4, thứ 5 em vẫn bị đau ngón chân cái hoặc là đau ngón chân út. Tức là cái phần bo ở phần xung quanh này của nó kiểu nó cảm giác nó rất là bo ấy, nó rất là bó chân. Và nó sẽ, nếu mà anh em mà chân bè hẳn ấy, đừng bao giờ chọn mấy cái mẫu giày kiểu như thế này, bởi vì nó sẽ rất là tức tối và khó chịu khi mà anh em đi vào chân. Tiếp tục, chúng ta sẽ có phần đế là phần đế cao, và chúng ta sẽ có một cái phần đế với cái dạng hình mũi tên hướng lên trên. Thì như cái con này em đi này, mọi người để ý mà xem. Em đã đi đến trận thứ khoảng đâu đó khoảng 20, hơn 20 trận gì đấy, thì cái phần bộ đế nó vẫn còn nguyên này. Tức là phần bộ đế này nó sẽ kiểu nó sẽ lâu mòn hơn là bộ đế của Nike Vapo, hoặc là bộ đế nó còn bền hơn cái bộ đế chữ L của bọn Mizuno rất là nhiều. Với một người mà trải nghiệm theo kiểu phong cách của kiểu người dùng giống như em, và em đã từng trải nghiệm rất nhiều các cái dòng giày rồi, thì cái con giày này là một trong số những con giày mà rất là phù hợp với cả vị trí tiền đạo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần lót, để em xem phần lót. Phần lót của con chấm 3 này nó sẽ ghi là Crazy Fast chấm 3. Còn cái phần lót này nó chỉ ghi là Crazy Fast thôi. Phần lót của con này nó chỉ có ở phần bên trong là Crazy Fast. Và em có cảm giác là phần lót của hai con này là khá giống nhau nhá. Nhưng mà phần upper của cái con Crazy Fast chấm 1 ấy, thì em có cảm giác là nó mỏng và nhẹ hơn rất là nhiều. Tiếp theo này chúng ta sẽ có một cái phần gọi là một cái phần mà em cảm thấy rất là hạn chế ở trên những đôi giày này, nhưng mà nó chỉ mang tính chất thẩm mỹ thôi. Đó là trên tất cả những cái con giày này thì nó sẽ có một đặc điểm, đấy là
có một vài con nhá, đi một thời gian là nó sẽ bị bong nhẹ ở cái phần này này. Thì cái tính thẩm mỹ của cái con giày nó sẽ không được cao nữa. Và còn một phần nữa đó là cái phần khi mà anh em đá trên sân cỏ nhân tạo là cái phần cao su màu trắng ở trên phần đế này nó sẽ rất dễ bị bám đen. Và cái phần bám đen ở trên cao su này nó sẽ gây cho đôi giày kiểu nó bị nhìn nó bị xấu ấy. Nhưng mà không tẩy ra được đâu ạ. Anh em có dùng cái gì cũng không tẩy ra được, nó rất là khó để vệ sinh nhá. Kể cả phần upper của con này đi. Phần upper của con này mà nếu mà đi đá ở những cái sân mà nhiều cao su, anh em nhìn này, cái phần này anh em lau cực kỳ khó ra nhá, cực kỳ khó ra. Nhưng mà có một cái rất là hay và có một cái cách rất là hay để mà anh em không cần phải vệ sinh nhiều, đó là nó giống như kiểu cái da của quả bóng ấy. Thì có một cách là bọn em hay sử dụng, đấy là đi những cái đôi giày bẩn vào những hôm trời mưa ấy, thì hôm sau là nó sẽ sạch luôn, tự sạch luôn nhá. Còn nếu mà để đánh rửa bằng đồ vệ sinh ấy, thì nó lại khó sạch. Thế mới là phần quan trọng. Tiếp theo này chúng ta sẽ có một cái phần lưỡi gà với độ co giãn rất tốt nhá. Độ co giãn của con chấm 1 này cực kỳ tốt luôn. Và nó sẽ khiến cho cái tình trạng cái hạt cao su nó bay vào trong là không có. Cái phần tiếp theo là cái phần đệm đằng sau này. Đệm đằng sau này nó cũng khá là dày. Nó sẽ khiến cho cái việc đi của những trận đầu tiên nó sẽ bị cứng chân ấy. Nó sẽ bị cứng chân và nó sẽ bị bó, khá là bó. Cái màu này cũng là một trong số những màu rất là nổi của bản chấm 1 nhá. Và con chấm 1 này thời điểm hiện tại thì em nghĩ là tìm size 39 hơi khó. Nhưng mà tìm các size khác thì nó đang giảm giá rất rất căng. Như hôm qua em xem ở trên cái website của Adidas, website chính hãng luôn ấy, của Adidas, thì nó đã giảm giá con này xuống còn đâu đó khoảng 1,8 triệu. Rất là đáng chơi trong thời điểm hiện tại. Và em sẽ để link phía bên dưới nếu như anh em thích. Còn về trải nghiệm của X-Crazy Fast này, nếu mà cảm quan cá nhân của em là em thấy nó đi sướng hơn Vapor của Nike. Đấy là cảm quan cá nhân của em nhé. Mặc dù là nó sẽ có một cái độ dốc về phía trước và đế nó cao, nên là những anh em mà đã đi Mizuno theo kiểu đế bằng ấy, thì anh em sẽ kiểu mấy trận đầu tiên là anh em sẽ kiểu bị nói như nào nhỉ, anh em sẽ bị kiểu kiểu không quen. Nhưng mà nếu mà đi đến trận thứ 3, thứ 4 rồi bắt đầu quen giày, thuần giày rồi thì đá lại rất là sướng. Và có một cái đặc điểm nữa, đấy là con này nó rất nhẹ. Nó rất là nhẹ, nó chỉ có 238g cho cái size 39 này thôi. Các size khác thì có thể tăng thêm một vài gram, nhưng mà nó là một trong số những đôi giày top của những đôi giày nhẹ của thời điểm hiện tại. Và nó là một trong số những con giày được mệnh danh là những con, một trong số những con giày ngon nhất của nhà Adidas. Chính vì thế nên là em phải chờ đến tận thời điểm bây giờ thì em mới lên tay cho tất cả mọi người được. Cái phần đế Lightstrike này nó cũng sẽ êm hơn rất nhiều so với phần đế Eva. Chỉ cần ấn tay vào thôi là mọi người đã có cảm giác là cái phần đế này êm hơn rồi. Thế nên là cái trải nghiệm khi mà chạy trên sân ấy sẽ rất là sướng và rất là êm. Có vài điểm hạn chế như sau. Điểm hạn chế đầu tiên của sản phẩm giày Adidas Crazy Fat, em thấy con nào cũng bị, đấy là phần bong ở phần đằng sau này, tính thẩm mỹ này. Cái tiếp theo là nó rất là khó vệ sinh phần upper, cộng với cả cái phần da, phần đế màu trắng này là nó sẽ khó vệ sinh nếu như mà bị dính, người ta gọi là dính màu từ cao su ấy, kiểu vậy, thì cái tính thẩm mỹ nó sẽ không được cao. Cái điều tiếp theo là sẽ rất khó thuần dành cho những anh em chân bè vừa đến bè nhiều, là nó sẽ rất dễ bị đau chân. Mặc dù em là một đứa chân thon nhá, chia sẻ lại cái câu chuyện này trước khi mà kết thúc clip, là em là một đứa chân thon, nhưng mà em đi đến trận thứ tư mà cái ngón chân út của em ấy ở phía bên này nó bị phồng hẳn lên luôn, như kiểu bị bỏng ấy. Tức là cái phần gọi là phần form của đôi giày là nó rất bó về phần mũi. Chính vì thế nên là anh em cân nhắc, nếu mà anh em bè nhiều thì em nghĩ là không nên đi. Còn nếu mà bè ít hoặc là chân thon thì đi sẽ rất là ngon. Trải nghiệm sử dụng về tiếp xúc bóng thì rất sướng. Sút, úp mù, rồi chích mũi, rồi chi vê la các kiểu. Em sẽ có một vài clip em đi đá bóng bằng cái đôi giày này cho anh em xem, thì thực sự là tuyệt vời. Và đây sẽ là một sự lựa chọn rất là ưng ý dành cho tất cả những em nào mà thiên hướng về tốc độ, cũng như là thiên hướng về kiểm soát bóng và sử dụng tốc độ ở trong tất cả những trận đấu. Nó là một con giày rất là đẹp. Nhìn xung quanh anh em nhìn sẽ rất là giống con chấm 3, tuy nhiên là nó đẹp hơn rất nhiều. Đó. Anh em biết là em nghiện đến mức độ là em mua đến bao nhiêu đôi giày của cùng một dòng giày. Thế anh em biết là em phải thích như nào em mới mua những cái đôi giày này về để đá. Mặc dù nó cũng khá là đắt đỏ đấy. Nói chung là chơi thì mấy cái con này nó sẽ chơi theo cái kiểu dành cho những anh em nào có điều kiện kinh tế một chút. Hôm sau thì em sẽ lên anh em một con giày còn ngon hơn nữa cơ, của Mizuno, đó là con Mizuno Moreria Japan ấy. Còn đấy cái hộp của nó còn xịn cơ, thì
Hẹn gặp lại tất cả anh em vào những cái clip lần sau nhé. Và clip ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Và trên tay em đang là X-Crazy Fast 1, hay còn được gọi là X-Crazy Fast Elite. Quá đẹp.